Thưa quý vị và các bạn thân mến, lễ tang cụ Lê Đình Kình sẽ diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Cả làng Đồng Tâm sẽ quấn tang trắng trên đầu. Đêm qua, người dân giáo xứ Song Ngọc đã thắp nến cầu nguyện cho Đồng Tâm và cụ Kình. Đây là cái tát vào mặt chế độ độc tài man dợ nói rằng cụ Kình là tên phản loạn, tham ô cướp đất. Tôi chưa thấy tên phản loạn nào lại được nhân dân tôn kính và dành cho một vị trí đẹp nhất trong trái tim mọi người dân như cụ Kình cả. Tôi chưa thấy tên phản loạn nào lại được nhiều họa sĩ, nhiều nhà thơ sáng tác, vẽ những bức chân dung đẹp đến lặng người, cụ như cụ Kình cả. Tôi chưa thấy tên phản loạn nào lại được nhân dân lập bàn thờ khắp nơi trong cả nước để tưởng nhớ cụ như cụ Kình cả. Có chăng, những kẻ đạo đức ngút trời, đến khi chết đi, toàn dân họ hả hê, khi chết đi còn chiếm cả hàng ngàn mét vuông đất. Đó há chăng phải là câu trả lời của nhân dân sao? Phân tích thông tin về những cái chết ở Đồng Tâm. Thông tin về những cái chết đau thương tại Đồng Tâm diễn ra thật phức tạp, từ hình ảnh đến thông tin từ các phía. Cho đến nay, dư luận vẫn chưa đoán chắc là bao nhiêu người chết và nguyên nhân chết do đâu. Phía những người cộng sản huy động lực lượng dư luận viên đưa thông tin trên mạng rằng các cảnh sát bị sa xuống hầm trông, răng bạc, sau đó bị dân chúng ném bom xăng vào hố, phóng dao, chết một cách thảm thương, vừa dao đâm, vừa bị chết cháy. Còn báo chí cộng sản chỉ nói dân chúng dùng lựu đạn, bom xăng, dao nhọn đáp trả cuộc tấn công. Ba chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc dẹp sự phá hoại việc xây tường rào. Những thông tin này được tổng hợp lại là cảnh sát đến giữ trật tự tại việc xây tường rào và bị dân chúng chống lại, khiến cho ba cảnh sát bị chết trong xuyên, dao đâm, lửa thiêu cháy. Thông tin ấy kích động đám cuồng đảng, điên cuồng hơn, những kẻ ba phải thì trở nên ca thán dân chúng quá tàn ác. Phía người dân họ cho biết, cảnh sát bao vây từng nhà lúc nửa đêm, không cho ai ra ngoài. Cảnh sát tập trung ở nhà ông Kình để nhằm bắt giữ ông. Bây giờ hãy phân tích lần lượt để đi đến một câu chuyện rõ ràng về sự việc đau thương xảy ra. Đầu tiên, quân đội xây tường rào ở sân bay, dân chúng không ai phản đối. Các hình ảnh cho thấy quân đội dưới sự có mặt của các phó tổng tham mưu trưởng Nguyễn Phương Nam xây tường không hề có sự cố gì cả. Vài hôm sau, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội phiên hiệu E-22 trang bị súng đạn bộc phá, lựu đạn hơi cay, rùi cui, lá chắn, cứu thương, cứu hỏa, cắt hết điện, sóng internet để nửa đêm xông vào làng Đồng Tâm. Vị trí xảy ra vụ việc không nằm ở chỗ xây hàng rào. Dân cũng không phản đối. Đây là lúc nửa đêm. Việc trang bị vũ khí chiến đấu như vậy hoàn toàn không phải đến thuyết phục gì. Mục đích chính là đàn áp, bắt người, cắt điện, sóng và hành xử vào ban đêm nhằm không để lại bất cứ một chứng cứ gì cho người dân cố tạo tố cáo tội ác sau này. Chủ trương thế này ai cũng biết là hành động phải nhanh chóng và quyết liệt. Nhanh và quyết liệt có nghĩa là dùng bạo lực dứt điểm trong thời gian ngắn nhất để bắt giữ hoặc tiêu diệt thủ lĩnh tinh thần Lê Đình Kình. Nếu các bạn đọc sách Phòng chống diễn biến hòa bình do Tổng cục 2 biên dịch từ Tổng cục Chính trị Trung ương Cộng sản Trung Quốc sẽ thấy việc bẻ gãy, tiêu diệt nhân vật ngọn cờ được cho là quan trọng như thế nào. Và từ cái nhanh quyết liệt hay nói cách khác là hung hãn này đã dẫn đến cái chết của một số cảnh sát. Có thể là Nguyễn Hy Thịnh, phó E-22. Anh ta bị ngã xuống từ trên mái nhà xuống do sự vội vàng muốn dứt điểm bắt giữ ông Lê Đình Kình. Báo chí nói rằng, ba cảnh sát chết vì bom xăng ném, họ đưa ra những chai xăng mà họ nói thu được ở hiện trường. Có lẽ tôi phải lục lại clip ở người dân Văn Giang ném bom xăng vào cảnh sát cơ động năm 2012. Tôi nằm dưới tấm nệm trên mái nhà của người dân Văn Giang thu được clip cảnh sát cơ động đánh dân và nhà báo rất dã man và hung hãn. Dân Văn Giang có ném chai xăng, nhưng các cảnh sát cơ động dễ dàng tránh được. Một số giơ khiên lên đỡ và không hề hấn gì. Vậy căn cứ theo tin thì có thể tạm khẳng định ba cảnh sát lao vào bắt người đầu tiên bị ngã xuống hố, dân ném bom xăng ở dưới hố không thoát khỏi. Nhưng dân chúng khẳng định chỉ có một người ngã xuống hố,
Vậy hai người còn lại chết vì đâu? Vì bom xăng nếu họ đứng trên mặt đất thì như tôi thấy ở Văn Giang, đến trẻ con cũng chẳng chết được. Chai xăng bị ném vỡ, xăng loang ra lớp mỏng, cháy một tí trên khiên là hết. Có dính một chút vô quần áo thì lính cứu hỏa đấy huấn luyện dập lửa trên người thế nào khi vướng cháy. Không thể chết được vì lửa từ chai xăng đựng trong chai 330ml. Cảnh sát sùng bộc phá, đánh sập tường nhà ông Lê Đình Kình xông vào. Phải chăng họ chết vì tai nạn do chính họ gây ra với nhau? Nguyên nhân vì sự nôn nóng, dứt điểm để lấp liếm hành động vũ lực. Chính vì thế, họ không đưa ra được hình ảnh người chết thế nào. Họ xây dựng lên một hình tượng cái chết của địa ngục, xa sung hố, dao đâm, lửa thiêu để gây tác động đến người đọc. Người thiếu hiểu biết thì cả tin và căm phẫn, người hiểu biết thì đặt câu hỏi, hoài nghi. Nhưng người duy tâm họ sẽ nghĩ gì? Sao lại vẽ ra cái chết cho một chiến sĩ cảnh sát như họ phạm tội gì bị đẩy xuống địa ngục hành hình như vậy? Còn về cái chết của cụ Kình, nửa đêm một mình ra ngoài chỗ xây tường rào cách nhà hàng 3 cây số để làm gì? Hiện trường cho thấy cảnh sát E-22 bao vây nhà cụ, nổ mìn, ném lựu đạn, bắn súng, vết đạn còn in đầy trên tường nhà của cụ. Chuyện này đơn giản hơn, ai cũng thấy là cụ bị cảnh sát xông vào nhà, lôi ra ngoài bắn chết. Dấu đạn ở ngực, bên tim và bên thái dương cho thấy cụ bị bắn theo kiểu tử hình ở pháp trường. Việc giết người như thế có thời gian ngắn. Có thời gian ngắm bắn, tức là có lệnh từ trên bộ chính trị. Ai đó như Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng đã hạ lệnh cho bắn cụ ngay tức khắc. Trên đây chỉ là những màn phân tích có thể là không đúng hoàn toàn, nhưng báo chí không đưa tin chính xác khiến người ta hoài nghi, bình luận là điều đương nhiên. Và các bạn biết tại sao tôi bình luận về những cái chết này không? Chế độ Cộng sản Việt Nam đang hốt hoảng vì những cái chết này. Chúng huy động dư luận viên, báo chí bằng nhiều thủ đoạn để nhanh chóng làm loãng dư luận hoặc làm chìm dư luận vụ này xuống một cách nhanh nhất. Nếu chúng ta càng bình luận về vụ việc này, chúng sẽ càng điên cuồng, tức tối hơn. Tôi đọc những comment của chúng dọa giết, dọa bắt cóc và nguyền rủa tôi. Tôi biết, chúng đang tìm mọi cách để giành phần đúng về chúng. Việc chúng bắt anh Trương vì đưa tin về vụ Đồng Tâm là muốn đe dọa người khác bàn về chuyện này. Các bạn bên ngoài hãy bỏ chút thời gian để phân tích, bình luận một cách có đầu tư công sức và thời gian về vụ việc này. Đừng để bọn thủ ác dễ dàng thoát khỏi ám ảnh hành động tàn bạo mà chúng gây ra. Đồng Tâm, ván bài cuối của chế độ. Nói như vậy không có hàm ý rằng đây là trận đánh cuối cùng của chế độ Cộng sản và cơ hội tồn tại của họ sẽ bị chấm dứt sau vụ Đồng Tâm. Nhưng có thể nói rằng vụ Đồng Tâm quá nhạy cảm và nó đã chạm vào tử huyệt của chế độ Cộng sản, hoặc là chế độ sẽ chấm dứt sau vụ Đồng Tâm, hoặc là Đồng Tâm sẽ chấm dứt và chế độ Cộng sản tồn tại theo cách của nó. Thật sự, cả chế độ Cộng sản và người dân Đồng Tâm đều không có lối thoát trong cuộc chơi này. Vì cả hai đều rơi vào trạng thái sinh tử đối đầu. Vì sao gọi Đồng Tâm là tử huyệt của chế độ? Vì sao gọi đây là một cuộc sinh tử đối đầu? Có nhiều lý do để thấy rằng Đồng Tâm là tử huyệt của chế độ Cộng sản Việt Nam, mà không riêng gì Đồng Tâm. Từ Lộc Hưng đến Cồn Dầu, Eco Park, Văn Giang hay Thủ Thiêm và hàng ngàn nơi đang nóng như chảo lửa trên khắp đất nước đau thương hình chữ S. Chung quy, mọi nguyên nhân đều xoay quanh cái trục đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý. Chính vì cái kiểu sở hữu nửa nạc nửa mỡ và tạo ra hàng loạt kẽ hở để cho cán bộ địa phương, cán bộ tỉnh và các nhóm lợi ích tha hồ tùng xẻo, lợi ích và tư túi đã nhanh chóng đẩy mối quan hệ giữa nhân dân với đảng từ chỗ đối thoại đến đối đầu và thậm chí đối kháng. Hơn nữa, nếu như trước đây kinh tế chưa phát triển, mô hình nhà nước quản lý còn bao khắp cả đất nước chưa đột phá thì mọi chuyện nghe có vẻ êm xuôi. Còn hiện tại, khối tư bản đầu tư vào Việt Nam ngày càng mạnh, càng nhiều. Từ việc dòng tiền bên ngoài đổ vào đầu tư cho đến ngọn gió dân chủ thổi vào Việt Nam ngày càng mạnh, ý thức hệ nhân dân nhanh chóng thay đổi từ chỗ cư mang, hy sinh và chịu thiệt thòi vì đảng cộng sản đến chỗ xét lại và nhận diện bản chất của đảng. Và vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở chỗ giá của đất. Nếu như trước đây giá đất chỉ vài chỉ vàng trên vài trăm mét vuông thổ cư
thì giờ đây vài trăm mét vuông thổ cư có thể bán được vài trăm lượng vàng hoặc ít cũng vài chục lượng vàng. Dân số ngày càng gia tăng, nhu cầu về chỗ ở, đất đai sản xuất ngày càng cao, nhưng nghiệt nổi, hệ thống điều hành và quản lý đất nước lại yếu dựa vào nguồn thu từ đất đai. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa đảng lãnh đạo và nhân dân nhanh chóng tiến tới chỗ đối đầu. Và sự đối đầu vì quyền lợi, vì sự sống còn của cả hai phía nhanh chóng tiến đến đỉnh điểm. Điều này hoàn toàn không do căn nguyên tồn tại hay không tồn tại của Đảng Cộng sản, mà lại nằm ở lòng tham của giới quan chức Cộng sản Việt Nam. Các nhóm lợi ích, họ nhanh chóng tìm cách hô biến tất cả những gì có thể hô được để tư lợi. Nhưng để thu xếp việc này, Trung ương Đảng lại đối mặt với một nan đề khác là bứt dây động rừng. Bởi hầu hết các đảng viên đều có dính chàm chuyện đất đai, cấp bậc càng cao thì dính chàm càng nặng. Mà người ta vào đảng nỗ lực phấn đấu thăng tiến trong hệ thống không phải để làm trong sạch hệ thống hay phục vụ nhân dân như tuyên ngôn, mà để được dính chàm càng nhiều càng tốt. Điều này dẫn đến tình trạng loạn đảng trong đảng và người đứng đầu. Không khéo thu xếp thì có thể xảy ra những biến cố đáng tiếc cho nội bộ đảng và khó lường hậu quả của nó về sau. Chính vì hàng loạt vấn đề liên quan và quá nhạy cảm có liên quan đến đất đai, tư hữu và công hữu, nên có thể nói rằng đất đai vừa là nguồn lợi, nguồn duy chỉ tồn tại của Đảng Cộng sản mà cũng là tử huyệt của Đảng Cộng sản. Muốn khắc phục vấn đề này để đi đến một sự công bằng nào đó và bảo đảm sòng phẳng với nhân dân về đất đai không phải là khó, nhưng nó có thể diễn ra một ngày, hai ngày, đặc biệt trong tình trạng hiện nay, khi mà các nhóm lợi ích đã trực tiếp đối đầu với nhân dân và bỏ qua hàng tá, điều lệ cũng như quy chuẩn đạo đức của đảng viên Cộng sản, thì mọi chuyện gần như rơi vào bế tắc. Cho đến thời điểm hiện nay, đã có 3 công an và một số người tử vong sau cuộc đụng chạm ở Đồng Tâm. Cũng rất có thể con số nhiều công an hy sinh trong vụ Đồng Tâm là con số ảo, là cái cớ nằm trong một kịch bản mà điểm cuối là quân đội lấy được cái quyền khai hỏa sau khi dùng công tác dân vận theo kiểu này. Và cũng rất khó để nói rằng còn bao nhiêu người nữa sẽ tử vong. Vì như đã nói từ đầu, đây là một cuộc đối đầu, sinh tử. Nếu Đồng Tâm chiến thắng thì có hàng trăm, hàng ngàn nơi khác xét về bản chất sẽ giống như Đồng Tâm nổi dậy đòi quyền lợi. Và một khi nhân dân đòi quyền lợi thì các nhóm lợi ích chẳng còn cơ sở nào để tha thiết bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngược lại, nếu người dân Đồng Tâm bị đàn áp đẫm máu, sự thù hận của nhân dân cả nước dành cho Đảng Cộng sản sẽ không hề nhỏ. Và đương nhiên, Đảng Cộng sản cũng chẳng còn một miligam niềm tin nào trong nhân dân. Nhưng có một sự thật từ xưa đến nay, Đảng Cộng sản không quan tâm đến việc dân có tin yêu mình hay không, mà họ chỉ quan tâm đến việc nhân dân có sợ hãi, quy thuận và chịu sự đàn áp của họ ở cấp độ nào. Chính vì vậy, nếu xét về tổng quan thì rất có thể trong trận này các lực lượng của Đảng Cộng sản không loại trừ lính đặc công sẽ vào cuộc. Họ sẽ thẳng tay với nhân dân và máu đổ chưa có điểm dừng. Bởi lẽ, hoặc là Đồng Tâm thắng lợi, nhân dân cả nước đồng khởi theo khí thế Đồng Tâm. Bởi dù sao cho đến lúc này, Đồng Tâm cũng đóng vai trò chuẩn mực và mang bóng dáng tượng đài trong đấu tranh trước cường quyền và Cộng sản sớm cáo chung. Và đứng trước ở góc độ cũng nhìn thấy rằng vụ Đồng Tâm đã nhắm vào tử huyệt của quái vật, hoặc là nó chấp nhận nằm chết, hoặc là nó sẽ tung đòn tử để bảo vệ mạng sống. Đây là câu chuyện dài và là cái Tết quá buồn cho người Việt Nam. Nhưng có một điều lạ là không hiểu sao người Cộng sản cứ thích đánh vào dịp thiêng liêng từ Mậu Thân năm 1968 đến Lộc Hưng, Cồn Dầu và bây giờ là Đồng Tâm. Năm trước, người dân Lộc Hưng phải ra đường ăn Tết. Năm nay, người dân Đồng Tâm, những gia đình công an thiệt mạng lại phải ăn một cái Tết đẫm máu và nước mắt. Như vậy, hình như Việt Nam chưa bao giờ có một cái Tết trọn vẹn. Thời chiến thì ăn Tết trên sự thấp thỏm sinh tử. Thời kinh tế tập trung bao cấp thì ăn Tết trong sự đói khổ, lo âu và bé mọn. Thời bây giờ, có được miếng ăn, có được chỗ ngủ khá hơn một chút thì ăn Tết trong sự bất an của lòng người trơ lạnh và có nhóm lợi ích nổi lên. Nhân dân bất mãn nổi dậy. Tết bình yên, đó là nan đề muôn thuở của Việt Nam đau khổ và điêu linh. Bao giờ có Tết bình yên, hỡi Việt Nam dấu yêu. 3.000 quân dầm dập trong đêm,
với đủ các loại khí cụ hiện đại nhất để tấn công vào một ngôi làng nhỏ bé trong đêm mờ tối. Đó là điều khó tin mà có thật ở đất nước đang ở vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tiếng hô của viên chỉ huy được kể lại là đầu hàng thì sống, chống lại thì chết. Đầu hàng cho chuyện gì khi công an với đủ các thành phần đạp cửa xông vào nhà không lý do, bắn vào người già và quăng lựu đạn cay vào trẻ nhỏ. Sức mạnh uy vũ của lực lượng công an đã làm đến tiếng trẻ con khóc ngất, tiếng phụ nữ hoảng sợ kêu la, xóm làng cháy đỏ và trong đó những cụ già đến 30-40 năm dài theo đảng bị gọi là phản động. Nhiều nhà phân tích nói rằng Trung Quốc sau khi tổ chức quân đội mạnh mẽ dẫn đến tình trạng cứu binh và điên cuồng muốn thể hiện sức mạnh với các nước nhỏ. Tên gọi ngắn là cuồng vì sức mạnh. Chỉ có thể mượn hình ảnh đó để diễn đạt cuộc đánh úp không lý lẽ và man dợ của Đảng Cộng sản Việt Nam vào người của Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Thật đau đớn cho sự mất mát cho những người nông dân và đau đớn cho cả những người vũ trang bỏ mạng cho những quan chức giấu mặt vốn giỏi gìn giữ mạng sống để tận hưởng bằng máu của kẻ khác. Vinh quang gì khi đánh và giết những nông dân trong chính ngôi nhà của họ. Vào giờ phút này, chắc chắn nội bộ của những người cộng sản đang rối ren lắm, tranh cãi, đổ cho nhau về thành tích Đồng Tâm. Làm trước nghĩ sau vẫn là hiện trạng tồi tệ nhất trên đất nước này. Nhân dân luôn là những cuộc đời bị xé nát trong kiểu cắm đầu. Đối thoại pháp lý, lẽ phải, đó là những gì mà người dân Đồng Tâm đã tha thiết kêu gọi từ năm 2017 cho đến nay. Họ cũng đã nhiều lần chứng minh thiện chí của mình, nhưng không được đáp lại. Tất cả nhìn thấy hôm nay đều là nhân dân, và khi nhân dân bị xô vào ngõ hẹp để kỉnh chống nhau, cần phải xem lại là người được lợi, ai là kẻ tổ chức tội ác đó. Và đặc biệt, khi nhà nước luôn hô to kiên nhẫn xin đối thoại với kẻ thù đang xâm lấn Biển Đông, thì nhân dân trên đất nước này phải là kẻ đối tượng ưu tiên cần được đối thoại. Nhân dân không thể bị xem thấp hơn kẻ thù phương Bắc. Ngay cả lúc này, trách nhiệm của chính quyền, đặc biệt là Bộ Công an, đối thoại với những nạn nhân của mình tại Đồng Tâm, hãy cởi chiếc áo man dợ và đối thoại với nhân dân như một chính quyền học biết văn minh hôm nay là gì. Ngày 24 tháng 4 năm 2016, khi xuất hiện cá chết dạt vào bờ biển miền Trung, một nghi vấn đổ dồn vào Formosa và dư luận dấy lên sự bức xúc ngày càng gia tăng. Ngay lúc ấy, Nguyễn Phú Trọng đến thăm Formosa và khen ngợi tiến độ dự án nơi này. Khi mà Thản Mường Thanh đứng trước nguy cơ bị khởi tố vì sai trái trong các dự án đất đai, bất ngờ Nguyễn Phú Trọng đến nghỉ ở khách sạn Mường Thanh và đề tặng bài thơ khen ngợi chuỗi khách sạn Mường Thanh. Và mới đây, khi vụ việc ở Đồng Tâm còn chưa khô vết máu, Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Chủ tịch nước cấp tốc ban tặng huân chương chiến công hạng nhất cho các chiến sĩ cảnh sát tử nạn ở Đồng Tâm. Một cách xử lý mang thông điệp ngầm của bọn mafia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đó là thông điệp, chỗ này ta bảo kê, thông điệp ấy sẽ nhanh chóng được đám dư luận viên báo chí tiếp nhận để liệu đường mà thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo ý của cả Trọng. Rất hiệu quả và đơn giản, không phải cần đến họp hành phổ biến chỉ thị, vừa mất thời gian vừa dễ bị lộ những văn bản chỉ đạo để người ta oán trách. Cũng như thế, trong các diễn biến mà Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, Trọng xuất hiện và nói về công cuộc đốt lò mà y là tác giả. Thông điệp mang lại cho đám lâu nhâu ở dưới được hiểu là chủ trương của Trọng là tránh nhắc nhiều đến chuyện biển đảo và hãy tập trung nêu bật việc đốt lò. Nếu chúng ta theo dõi thật kỹ những hành động của Nguyễn Phú Trọng sẽ thấy một điểm rất nổi bật là Trọng thường làm theo những gì mà Trung Quốc muốn. Ví dụ việc đốt lò, Trọng sao chép nguyên bản theo Tập Cận Bình. Việc né tránh nói thẳng về Biển Đông cũng theo ý muốn của Tập Cận Bình. Và ngay cả việc đàn áp nông dân, giáo dân, tu sĩ, linh mục cũng là cách thể hiện sự sắt đá cộng sản mà Tập Cận Bình muốn Việt Nam phải làm. Trung Quốc cai trị dân chúng thế nào, Việt Nam sẽ theo đúng theo cách đó. Đó là cái gọi là giao lưu học hỏi hay bồi dưỡng cán bộ, trao đổi đường lối quản lý mà Trung Quốc thông qua hình thức ép buộc Việt Nam thực thi theo. Khi Trần Đại Quang chết vì bệnh lạ,
Trọng chuẩn bị sẵn cho mình từ trước đó việc tiếp quản chức chủ tịch nước. Y chờ đám đàn em dọn đường bằng học thuyết đức trị. Những bồi bút này lấy việc chống tham nhũng của Trọng ra làm tiêu chuẩn của đức trị. Từ năm 2012, Trọng liên tục ra những chỉ thị về tấm gương cán bộ như quy định 101 năm 2012, quy định 05 và 55 trên 2016, quy định 25 trên 2018. Tất cả các quy định đặt ra liên tiếp đến khi Trọng nắm quyền lực thì thôi. Đức trị của tiền nhân là yêu thương nhân dân. Đức trị của Nguyễn Phú Trọng là sáng chế ra quy định hoàn toàn không có điều ấy. Tiêu chuẩn đức của Trọng là trung thành chủ nghĩa xã hội, không bè phái, không tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội thực dụng, hoàn toàn không có yếu tố nào nhắc đến cách đối xử với nhân dân như các tiền nhân xưa đã nêu trong đức trị. Và trong những tiêu chuẩn đức trị ấy được Trọng lấy làm căn bản, trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho những cảnh sát thiệt mạng ở Đồng Tâm. Tiêu chuẩn đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu phục vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chiến đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội là bằng bạo lực khát máu như vậy ư? Chỉ đạo truyền thông tô vẽ đau thương của những cảnh sát thiệt mạng, kèm theo những câu cuối của mỗi gia đình là tự hào về cha, chồng, con mình ư? Hỏi thật lòng, những thân nhân của gia đình, các cảnh sát thiệt mạng ở Đồng Tâm rằng họ có muốn làm lại cha, chồng, con họ được bình yên hay không? Muốn cha, chồng, con họ giữa đêm vào lúc sáng, lựu đạn hơi cay, bộc phá tiến vào ngôi làng, cô lập dân làng để vây quanh nhà một ông già 84 tuổi để bắt đi. Khi gọi không ra thì nã súng vào nhà phủ đầu rồi xông vào như đột kích thần tốc, để rồi chủ quan xa xuống rãnh giữa hai nhà mà tử nạn. Sau đó được chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng bộ công an đến nhà thăm hỏi, trao tặng danh dự này nọ. Xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng hàng ngàn quân, trang bị đủ các loại vũ khí cho một cuộc chiến tấn công vào một ngôi làng giữa đêm khuya ư? Nửa đêm tuấn cân tiến quân như thế, rõ ràng muốn dùng bạo lực, lợi dụng đêm tối để người ta không quay phim ghi lại tội ác, cắt điện phá sóng internet để tiện việc dùng bạo lực, chứ để thuyết phục ôn hòa thì hẳn đã ban ngày ban mặt đến nói chuyện. Dân chúng có chửi bới nhục mạ thì hai bên ghi hình lại để công luận thấy rõ ai ôn hòa hơn, ai quá khích. Chúng ta không phải đang sống ở một nhà nước dân chủ tiến bộ, cũng không phải là một nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội. Chính xác, chúng ta đang sống trong một chế độ độc tài quân chủ mà Nguyễn Phú Trọng là một ông vua. Một chế độ như thế, nó sẽ được điều hành bằng mệnh lệnh của tên vua độc tài. Và mệnh lệnh nào của hắn cũng được đám bút nô tung hô là đúng đắn. Nếu trong sự việc nào đó hắn sát máu, sẽ được tung hô là pháp trị. Trong những việc nào hắn làm ngơ sẽ được tung hô là pháp trị. Cứ ví dụ việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo của Việt Nam, bắn giết ngư dân Việt Nam, chúng nêu cao cái đức trị là phải kiên quyết giữ hòa bình, không dùng vũ lực chống trả, kiên trì đối thoại. Nhưng với nhân dân, chúng không hề đắn đo, chúng huy động quân lính, vũ khí giết người ngay lập tức trong đêm tối để dùng vũ lực đàn áp. Lúc đó chúng nêu cao pháp trị như trừng trị bọn phản động, bọn chống đối. Chúng bắn thẳng vào một ông già 84 tuổi giữa tim và đầu. Phát đạn bắn như thế không thể là trong lúc ông cụ ấy đang chống cự, mà nó được bắn một trong một hoàn cảnh mà chúng hoàn toàn khống chế được tình hình. Nếu dư luận chỉ chạy theo việc đẫm máu này ở những người cảnh sát mà người dân Đồng Tâm ai đúng, ai sai, thế nào trong hành động đẫm máu đêm hôm ấy? Thiết nghĩ sẽ còn nhiều vụ như thế xảy ra. Nhiều cảnh sát còn được tặng thưởng huân chương, danh giá cho gia đình tự hào và nhiều cụ già, trẻ em, phụ nữ, người nông dân mất đất và mất mạng. Cần phải làm rõ chế độ này đang được điều hành thế nào, điều hành theo pháp luật, theo nhà nước, pháp quyền hay điều hành theo mệnh lệnh của vài ba thằng trong bộ chính trị. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.